Trước khi đi học thì qua cái Facebook thì cô Yến có động viên là bây giờ đau cách mấy cũng phải tìm cách để đi học, để không có cái gì tốt hơn là tự mình chữa bệnh cho mình, sau đó thì mới đến bệnh viện với nhà thầy thuốc. Nhất là cái bệnh lâu dài mà mình không tự chữa cho mình thì đi bệnh viện ngoài thì khó mà đỡ được. Thì tôi cũng tin tưởng và sau đó thì tôi về tôi thực hiện trường ngang. Thì một tuần lễ đầu thì cái hiệu nghiệm như thầy Châu khi nãy đã có báo cáo với chúng ta. Trước đó thì tôi là ăn ngủ rất là thích ngủ. Một là ngủ cái giấc ngủ sớm, rồi dậy sớm không ngủ lại được. Rồi tiêu hóa thì nó rối loạn. Và thậm chí là đi xa khoảng 100 km là không tự tin, không tự tin, tức là cái người nó rối loạn thì các anh chị biết rồi, hay đi tiểu đi tiêu và không có kiềm chế được cái thời gian, tức là nó muốn giải quyết như lúc nào thì lúc đó là đang rất là bất tỉnh. Thì sau đó là tôi dừng gai một tuần lễ thì những cái bệnh căn bản đó là ổn định, một và nhất thì đi vào cái ổn định rất tốt. Tức là ví dụ như là 10 giờ hoặc 11 giờ tối khuya mình ngủ muốn chết, đến 5 giờ dậy không có mộng bị mơ màng, không có mất ngủ nữa, chừng nữa đi. Thứ hai là tiểu đêm là cũng không còn trước kia một đêm như vậy thì ít nào đêm nữa thì cũng phải thức hai lần để đi tiểu, mà các anh chị biết rồi cái thức dậy đi tiểu thì cũng lại là không có. Cái thứ ba nữa là cái đi xa tiêu tiểu là nó không chủ động thì bây giờ mình chủ động. Hôm vừa rồi tôi trước Tết và sau Tết là tôi đi Tiền Giang, tôi đi Long An, đi rất là thoải mái như người bình thường, không có gì cả. Thậm chí là ngoài đi chúng tôi thì tôi đi xe hôm nay đi về trong ngày là 100-200 cây số. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.